Bước 3, gá dao. Ta đã biết dao tiện thì có nhiều loại để đáp ứng các cái phần việc khác nhau. Để gá dao, chúng ta cần chìa vặn và dao của chúng ta đảm bảo với kích thước tiêu chuẩn phù hợp với máy gia công. Với máy KC6S SIG, dao của chúng ta phải đảm bảo kích thước 10 x 10 x 100. Ta dùng chổi lông vệ sinh sạch vị trí trên đài gá dao. Lắp dao vào vị trí. Điều chỉnh và siết chặt các ốc hãm. Yêu cầu kỹ thuật của việc gá dao là thân dao tiêu chuẩn này phải song song với trục ích, mũi dao cao ngang bằng tâm của chi tiết.